Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2022 và 33 năm ngày biên phòng toàn dân, ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2022. Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng, đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng bộ đội biên phòng thành phố, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng bộ đội biên phòng nói chung và bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhất là hai năm qua, thành phố gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch lực lượng biên phòng đã phát huy tinh thần đoàn kết gương mẫu sát cánh cùng các lực lượng khác trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh quản lý kiểm soát cửa khẩu và phòng chống dịch bệnh bí thư thành ủy nguyễn văn quảng mong muốn bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần vào sự phát triển ổn định của thành phố thay mặt cán bộ chiến sĩ đơn vị đại tá tôn quốc khánh chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố báo cáo một số nét cơ bản về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển đảo trong năm qua. Trong đó có những kết quả nổi bật như thực hiện chương trình phối hợp hành động với các ngành, các lực lượng trên địa bàn trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tham gia phát triển kinh tế văn hóa, xã hội ở địa phương, phòng chống lục bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả.